Em thì ngày hôm nay là nhận được một cái chiếc Vario 106 để mà gắn một cây phục, có thể nói là thời điểm hiện tại nó mắc nhất ni trong của Anh Quốc. Nhưng mà cái cây phục này khi mà gắn vào trong cái con xe này thì các bạn sẽ rất là ngạc nhiên, bởi vì những cái dòng phục khác, ví dụ như là Olin, XS hay Racing Boy, khi mà gắn vào trong con xe này đều phải mài sườn. Tuy nhiên là đối với ni trong thì chúng ta không cần phải mài sườn gì hết. Và đây là một cây phục bình dầu dưới các bạn. Chân phục chúng ta gắn vào trong cái sườn trên, không chế gì hết ha, không cần phải mài sườn, không khoét nhựa, không bất cứ chi tiết nào. Và phục ni trong thì có lẽ là phục mắc nhất thời điểm hiện tại cho cái tất cả những cái dòng xe, bởi vì nó là phục dòng phục racing và các bạn sẽ có rất là nhiều tính năng để chỉnh, ví dụ như là rebound, compress, e, độ nén lò xo, và tất cả phục thì thân CNC thì rất lớn. Thì phụ ni trong có giá thời điểm hiện tại nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2x. Thì anh em nào chúng ta cảm thấy là đi Vario 106 mà ngại cái việc cắt khoét sườn hay là mài dàn áo thì chúng ta có thể tham khảo thử ni trong. Thì khi mà gắn cái phụ này vào trong xe này thì chúng ta sẽ không bị cạ cứng bất kỳ chi tiết nào, kể cả bánh. Và gắn thì nó rất là đơn giản, các bạn chúng ta vẫn có thể gắn tại nhà luôn. Rồi chúng ta sẽ được chỉnh theo cái cân nặng của chúng ta. Nhưng mà với một cái dòng phục khoảng tầm hơn 20 triệu đồng đỉnh nhất thời điểm hiện tại thì thật sự gắn vào trong xe nó có ngon hay không thì các bạn chúng ta nên lưu ý một điểm như thế này. Phục ni trong này là dành cho những cái dòng clip Vario 125, 150, tất cả những cái đời từ 2015 cho đến 2021. Thì tới 2022 thì Vario 106 ra đời. Cái sườn của Vario 106 nó sẽ khác một chút xíu so với lại 125, 150. Thì khi mà các bạn chúng ta gắn cái phục này vào, nó là dòng phục racing thì nó sẽ có rất là nhiều tính năng chỉnh, và đó là ưu điểm của nó và tại sao nó mắc. Nhưng mà khi các bạn chúng ta gắn cái phục này, mình ngồi một người lên thì các bạn có thể thấy nè, đây là dòng phục rất là, nó gắn vào trong Vario 106 nó mềm các bạn thấy tì không. Rồi thì cái trọng lượng cân nặng của mình thì rơi vào khoảng tầm 80 kg. Vậy thì khi mà mình ngồi một người nó nhúng, nó tì nó như thế này thì hai người ngồi lên như thế nào? Mình sẽ nhờ một bạn nữa. Đạt, em lên ngồi cho anh em coi trước khi tham khảo gắn xe nè em. Rồi. Thì Đạt cân nặng khoảng nhiêu ký em? 55 kg với 85 khoảng 135 kg, thì các bạn sẽ coi ti nè. Rồi mình nhúng nè. Ha, các bạn thấy ti không? Đó, thì nó rất là mềm. Thì cái điều này nói lên cái điều gì? Thì các bạn chúng ta nếu như mà có số tổng cái số cân nặng nó rơi vào khoảng tầm 120 đổ lại thì chúng ta đi cái phục này cho Vario 106 rất ok. Nhưng nếu các bạn chúng ta là một người có tổng cân nặng nó từ 130 cho đến 160 thì chúng ta nên xem xét lại coi là quyết định có gắn phục hay không, bởi vì nó sẽ nhúng mềm. Nhúng mềm như vậy thì một số anh em sẽ về chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên là tại sao bên Sơn Quận Nhất gắn đồ cho anh em nhưng mà vẫn phải tư vấn kỹ càng cho anh em là anh ơi, tổng cân nặng của anh bao nhiêu và cái phục này nó có đáp ứng được cái cân nặng đó hay không trước khi anh em gắn đồ. Thì cái việc bán là bán nhưng mà vẫn phải nói cho các bạn những cái lưu ý như vậy để khi các bạn chúng ta suy nghĩ xem xét coi là chúng ta bỏ ra một số tiền chúng ta gắn một cây phục racing, một vòng phục đắt nhất mà gắn cho trong xe của nó mà nó nhúng quá mềm như vậy thì chúng ta đi được hay không. Thì đó là những cái lưu ý của Phương khi mà gắn phục ni trong dành cho Honda Vario 106. Về cái vấn đề chế cháo thì chúng ta không quan ngại, không có quan tâm, nhưng mà có quan tâm với lại là cái việc nhúng của cái phục, chỉnh hết khả năng thì nó cũng phải nhúng bao nhiêu đó hành trình ti thôi các bạn ha. Rồi, và đó là tất cả chi tiết và cái chia sẻ của riêng Phương về dòng phục ni trong dành cho Honda Vario 106. Sản phẩm ni trong Olin, Racing Boy, ESS hay là tất cả những cái dòng phục có mặt trên thị trường bên mình đều có. Và anh em khi đến với lại địa chỉ Sơn Quận Nhất là 191 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, anh em gắn phục thì mình sẽ có tất cả những dòng phục đó trong tủ để anh em tham khảo dễ gắn hơn. Một lần nữa cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.